Hi, chào các bạn. Hôm nay tôi trải qua 24 giờ trở thành quái vật voi trong Zoom Normally. Chuyện gì đã xảy ra với tôi? Tại sao tôi lại biến thành như vậy? Xin mời các bạn cùng theo dõi. Thì ban đầu, tôi là một chú voi bình thường. Tôi sống trong một khu rừng rậm rạp. Hàng ngày tôi đi kiếm thức ăn. Sau khi ăn no rồi, tôi lại đi kiếm một hồ nước và uống cho thật đã. Rồi cuối cùng quay về nhà. Nhưng ngày hôm nay đã có chuyện kỳ lạ xảy ra. Ducky, Ducky, phát hiện ra một con voi to lớn kìa. Mau, bắt nó, lột da, mổ thịt, lấy máu của nó. Bỗng dưng, ở đầu phía sau lưng của tôi xuất hiện những sinh vật bằng hai chân là lối ôm sầm. Thì ra đó chính là lũ con người. Bọn chúng đã cầm súng vào trong rừng để đi săn thú. Không ngờ tôi lại đối đầu với bọn chúng. Tôi vô cùng sợ hãi. Còn bọn chúng thì lấy súng bắn vào người của tôi. Tôi không biết chạy đường nào cả. Liền đâm đầu tiến thẳng về bọn chúng. Vụt cho bọn chúng chết từng tên. À, mẹ kiếp, con voi này nó bị điên rồi. Nó không sợ mà con tấn công chúng ta nữa. Tụi bay mau tiến lên đi, đừng sợ. Nếu chúng mày chết, tao sẽ che chở vợ của chúng mày dành cho. Oh my god. Mặc kệ cho những vết thương chằng chịt mà bọn chúng đã gây ra trên người của tôi, máu chảy rất nhiều. Tôi cũng cố gắng giết chết rất nhiều trong bọn chúng. Bọn chúng sợ hãi và sau đó tản ra. Chớp lấy cơ hội, tôi nhanh chóng trốn chạy khỏi lũ con người độc ác đó. Nhưng mà đi không được bao xa, đột nhiên tôi ngã quỵ xuống vì mất sức. Cái người là ai? Sao trông ngớ nghiến thế này? Cái người định làm gì ta? Đừng sợ, chúng tôi không làm hại anh bạn đâu. Chúng tôi là những động vật kinh dị từ sở thú Zoom Normally. Chúng tôi bay khắp dãy ngân hà để giúp đỡ những động vật bị ức hiếp. Vậy hả? Làm ơn, đánh đuổi lũ thợ săn con người ra khỏi khu rừng này với. Bọn chúng đang muốn bắt tôi và những động vật khác. À đúng rồi, nếu các người giúp đỡ, tôi sẽ giới thiệu cho mỗi cậu một em sinh vật cái vừa đẹp vừa sexy, ba vòng chuẩn hết. Trời đất ơi, nghe mà muốn chảy hết cả nước miếng. Nhưng không được, chúng tôi không thể trực tiếp xen vào chuyện của khu rừng này. Chúng tôi chỉ có thể giúp cậu mạnh hơn, rồi chính cậu sẽ bảo vệ khu rừng này. Cái gì? Người của tôi bây giờ vô vàn vết thương, tôi đứng dậy còn không nổi, thì làm được gì chứ? Cậu cứ yên tâm, chúng tôi sẽ hồi sinh cậu lại với một thân hình mới. Nhưng thân hình này sẽ trông quái dị và không còn như xưa nữa. Không sao, miễn là cứu được khu rừng này, tôi thà mất đi tính mạng của mình. Cái quái quỷ gì thế này, sao trông mình gớm ghiếc vậy? Thôi, mặc kệ, trước tiên phải đi cứu những động vật khác trong khu rừng này đã. Thế là suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua, tôi đã được sự giúp đỡ của những động vật quái dị đến từ sở thú Zoom Normally. Và họ đã biến đổi tôi một cách lạ thường. Tôi cấp tốc tỉnh dậy, đi tìm những tên thợ săn và ngăn chặn bọn chúng săn bắt những động vật khác. Đi một hồi, thêm vài tiếng nữa, thì tôi bắt gặp một đám người. Bọn chúng đang giết hàng loạt động vật ở đây. Tốt lắm, tụi bay nhanh tay nhanh chân lên đi, hút máu sạch của bọn chúng. Lũ con người khốn kiếp, dừng lại. Kẻ nào vậy? Cái quái quỷ gì đây? Sao thứ này giống như một con voi, còn biết nói tiếng người nữa. Các người bất ngờ lắm đúng không? Mẹ kiếp, tại sao các ngươi lại tàn độc đến như vậy? Bọn ta cũng có mạng sống, cũng giống như các ngươi. Tại sao các ngươi lại đuổi cùng giết tận bọn ta? Hỏi hay lắm. Thật là bất công khi các ngươi chết mà không biết lý do tại sao. Bởi vì loài người chúng ta là loài cao quý nhất. Các ngươi sinh ra trên đời là để phục vụ chúng ta. Và lại, chúng ta đang nghiên cứu ra một loại gen siêu cấp cho nhân loại.
Nó không những giúp chúng ta to lớn khổng lồ mà còn mạnh mẽ phi phàm. Cái gì chứ? Nhưng động vật bọn ta liên quan gì tới các ngươi? Bởi vì máu, gan, tủy của các ngươi chính là nguyên liệu chính để tạo ra bộ gen đó của chúng ta. Thuộc hạ đâu? Mau tiến lên bắt con voi kỳ lạ này cho ta. Thì ra đó là toàn bộ nguyên nhân mà tại sao ngày hôm nay con người lại ồ ạt vào rừng săn bắt động vật chúng tôi. Tôi căm thù bọn chúng đến tận xương tủy và không còn nghĩ ngợi gì nhiều. Khi bọn chúng lao tới định bắt tôi không hề trốn chạy mà đã đối đầu với bọn chúng. Tôi như thường lệ quất cái voi và hút cái ngà vào người của bọn chúng. Nhưng thật không ngờ lần này cái cơ thể quái dị này rất là mạnh. Cuộc giao chiến với lũ con người diễn ra mấy tiếng đồng hồ thì cuối cùng tôi cũng đã đánh bại được những tên con người đột biến to lớn. Tên cuối cùng là tên nhà khoa học độc ác. Hắn là thảm thương nhất, đã bị tôi phanh da xẻ thịt. Bọn chúng chết rồi. Cảm ơn chú quái kỳ quái. Mọi người vẫn còn sống à? Hay quá. Chúng tôi vẫn ổn. Làm ơn, mau lên. Hãy đến khu rừng sa mạc. Rất nhiều động vật ở đó đang bị lũ chúa tể con người khổng lồ quay mất. Chỉ có cậu mới giúp đỡ họ được mà thôi. Cái gì chứ? Vẫn còn lũ con người, thậm chí còn tên chúa tể con người khổng lồ đó à? Chết tiệt thật. Được rồi, tôi sẽ tới đó giúp họ ngay. Lũ động vật ngu ngốc này, chúng mày định chạy đi đâu nữa? Mau, quay bắt chúng nó lại, giết sạch chúng nó, rút máu của chúng nó ra hết đi. Thấy rồi. Chết tiệt, lũ con người này, sao bọn chúng hung tợn to lớn thế kia? Không lẽ bọn chúng đã đột biến game của mình? Đến lúc chúng mày sẽ chết hết, phục vụ cho công nghệ khoa học của bọn tao. Bắt lấy chúng. Không, mình sẽ không sợ bọn chúng. Mình sẽ liều cái mạng này để cứu họ. Con đã quái vật voi, cậu đừng liều mạng như thế, không ổn đâu. Là cái cậu à? Nhưng mà đồng loại, những sinh vật khác đang bị lũ khốn kiếp con người đó giết chết để lấy máu. Không lẽ tôi đứng đây nhìn họ hay sao? Đúng rồi, các cậu thật phi thường, làm ơn giúp tôi đi. Chúng tôi đã có một lời thề ước là không xen vào chuyện của bất cứ hành tinh nào. Được rồi, chúng tôi sẽ giúp cậu. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm cho cậu mạnh hơn, biến cậu thành một con quái vật hoàn toàn, để cậu có thể xử lý lũ con người đó. Gì thế này? Hay quá, mình biến thành một quái vật voi to lớn rồi. Cảm ơn những động vật ở sở thú Zoonomaly. Đến lúc rồi, lũ con người, các ngươi phải trả giá đắt cho việc làm của mình. Lấy sạch máu bọn chúng cho ta. Thứ gì đang tiến về phía chúng ta vậy? Mẹ kiếp, con quái quỷ gì đây? Chết đi, lũ xấu xa, lũ bẩn thỉu. Ta chính là một quái vật voi. Thì tao hình hài xấu xí, nhưng tao quyết bảo vệ tất cả những sinh vật khu rừng này. Chết tiệt, mày đến từ đâu? Mày muốn làm gì? Có phải mày muốn cướp lấy những cái xác của những động vật kia của bọn tao hay không? Đừng có hòng, con người bọn tao là thống trị thế giới này. Thứ quái vật như mày hãy về địa ngục đi. Khốn kiếp, cảm ơn. Cũng chính vì các ngươi mà đã biến đổi cuộc đời ta thành ra như thế này. Cũng mày có những động vật hoang dã đến từ sở thú Zoonomaly. Họ đã giúp ta có sức mạnh phi phàm như thế này. Đến lúc ta sẽ hủy diệt hết các ngươi, đưa thế giới động vật này quay về thời kỳ hưng thịnh. Chết tiệt, mày dám giết thuộc hạ của tao à? Tao nói cho mày biết, con người bọn tao mới là chủ của nơi này. Chúng mày chỉ là nô lệ mà thôi. Cảm ơn, xuống địa ngục hết đi. Cảm ơn, đã cứu chúng tôi. Các bạn còn sống. Này, quái vật voi, nơi đây đã được an toàn và cậu không còn thuộc về thế giới này nữa. Hãy mau theo chúng tôi đến nơi khác để giúp đỡ nào.